Hi, xin chào tất cả mọi người Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thú Lê Miền Tây Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm món chè xương sáo Và để làm món chè xương sáo thì sau đây là những nguyên liệu của mình nha à, Cũng rất là đơn giản các bạn Ở đây mình có một cái gói bột xương sáo như thế này Mình mua ở chợ hay là siêu thị đều có nha Gói này thì là 50g nha các bạn Rồi bên đây mình có một bịch sữa tươi à, Vinamilk không đường rồi bên đây mình có thêm là 100g đường cát một hộp sữa ong thọ. Sữa này mình dùng nửa hộp thôi các bạn. Rồi mình có một nấm lá dứa như thế này ha. Rồi mình có thêm là 500 ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì hơi đậm đặc cho nó ngon nha các bạn. Rồi ở bên đây mình có sử dụng là 800 ml nước lọc nha để mà mình ngâm cái phần xương sáo này. Cái gói xương sáo này đó các bạn thì người ta sẽ sử dụng cái nước là hơn 1 lít nước nè nhưng mà mình chỉ sử dụng là 800 ml nước thôi như vậy thì cái xương sáo mình nó sẽ dai và ngon hơn đầu tiên mình bắt một cái nồi lên bếp nha các bạn nhưng mà mình chưa có mở lửa nha thì bây giờ mình sẽ cho cái gói xương sáo vô tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần nước là 800 ml nước vào sau đó mình sẽ quậy ra cho nó tan ra hết nha, thì bây giờ mình vẫn chưa mở lửa nha các bạn, mình quậy cho nó tan đi, rồi mình thả mở lửa mình nấu. khi quậy tan rồi thì bây giờ mình sẽ mở lửa lên. trong lúc nấu thì mình cũng lấy một cái giá nè, các bạn khuấy đều, khuấy đều ha, các bạn khuấy một hồi thì nó nó sẽ hơi đông lại, các bạn giống như thạch vậy đó, nhưng mà các bạn lưu ý là đừng có để cho nó đông quá nha các bạn thấy nó hơi sệt sệt đó là mình tắt bếp được rồi dần dần thì các bạn sẽ thấy nó chuyển qua một cái màu sậm đen nha mới thì nó sẽ một cái màu hơi nâu nâu nhưng mà một hồi đó, khi mà nó đạt được cái độ đông rồi đó, nó sẽ ra một cái màu màu đen đó các bạn cứ việc khuấy đi nha rồi bây giờ các bạn sẽ thấy cái màu nó khác rồi ha nó chuyển sang một cái màu đen rồi nè rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp được rồi đó các bạn Đó, một cái màu đen rất là đẹp luôn ha các bạn đừng có nấu lâu quá nha nấu lâu thì cái thạch của mình nó sẽ bị tách ra hết luôn á rồi khi mà tắt bếp xong rồi thì mình ở đây có sử dụng một cái khuôn ha mình sẽ đổ cái phần à, xương sáo này vô để mà mình để cho nó nguội nó giống như là thạch rau câu vậy đó các bạn một chút xíu nữa thì nó sẽ đông lại nha đó mình dần dần xuống cho nó đều ha khi làm xong rồi mình để sang một bên đi để cho nó đông nha các bạn Trong lúc chờ xương sáo mình đông thì bây giờ mình sẽ nấu cái phần nước cốt dừa Mình cho nước cốt dừa vô một cái nồi nha Tiếp theo thì mình sẽ cho luôn cái phần sữa tươi vô à, Mình bắt lên bếp thôi nhưng mà mình chưa có mở lửa nha các bạn Rồi bây giờ mình sẽ cho đường vô luôn Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là à, nửa hộp sữa đặc ông thọ rồi mình lấy một cái giá mình khuấy cho nó tan ra trước đi nha à, Tại vì hôm nay á, mình nấu cái món này mình thích ăn béo Cho nên là mình sẽ sử dụng sữa tươi không đường luôn Còn các bạn nào mình không thích thì mình có thể thay thế là 220ml nước lọc cũng được nha Thay thế cho bịch sữa Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối cho cái phần nước cốt của mình á Nó sẽ được đậm đà, sẽ ngon hơn các bạn bây giờ mình sẽ mở lửa lên để mà mình nấu nha khi mà mình nấu nó được hơi sôi thôi các bạn à, bây giờ mình sẽ cho cái phần bó lá dứa này vô để cho nó được thơm nha và mình để trong phòng một phút thôi và sau đó mình sẽ vớt ra các bạn để lá dứa lâu quá thì nó cũng hắc một cái mùi không có được ngon các bạn rồi bây giờ sau một phút rồi đó các bạn mình sẽ vớt cái phần lá dứa này ra nha cái nồi nước cốt dừa của mình nó béo dữ lắm luôn á các bạn mình ăn cái món này á mình thích ăn béo nhiều lắm rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn nha không có cần nấu lâu quá đâu rồi bây giờ thì cái thạch à, xương sáo mình nó đông rồi các bạn trời ơi một cái màu đen thùi lùi luôn à, cái cái khuôn này nó cũng dễ lấy ra lắm bây giờ thì mình sẽ cắt ra các bạn cắt vuông 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 miếng nhỏ miếng lớn thì tùy theo ý thích của mình nha rồi mình sẽ cho vào một cái nồi nước cốt dừa hồi nãy mình nấu nè. Đó các bạn cho vô luôn. Sau đó mình trộn đều lên. Rất là ngon luôn đó các bạn ơi. Cái này mà ăn thì là béo vô cùng. Rồi ở đây thì mình sẽ có một cái tô nước đá như thế này. Mình sẽ cho cái phần xương sáo lên trên nha. Mình sẽ ăn với lại nước đá các bạn, ăn rất là ngon luôn á. Đó. đó, mình muốn mình để lên trên như thế này ha. đây là phần um, chè xương sáo của mình cũng đã xong rồi nè các bạn ơi rất là ngon và hấp dẫn luôn. đó bây giờ thì mình sẽ ăn một miếng xương sáo nè. Wow xương sáo của mình nó dai dai giòn giòn ăn rất là ngon luôn các bạn ơi không hề mà hôi hay là gì hết nha. một cái mùi xương sáo vô cùng thơm luôn và đậm vị nữa. nước cốt dừa thì vô cùng béo. ăn kèm với xương sáo thì còn gì bằng nữa các bạn. rất là ngon luôn á thì cái phần xương sáo này nè nó giống y như là cái mùi vị ngày xưa mình ăn luôn á các bạn giống y như vậy luôn á cách làm của mình thì vô cùng đơn giản luôn chỉ cần mình bỏ ra một chút xíu thời gian thôi là mình đã có một cái món chè xương sáo vô cùng ngon và mát rồi à, video của mình đến đây cũng đã kết thúc cảm ơn các bạn đã xem nha à, bây giờ thì chào tạm biệt mọi người hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau